Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình của VNTV. Thưa quý vị, mùa lễ Phật đản lại về, khắp nơi nơi người Phật tử của chúng ta tưng bừng chào đón Phật đản sinh. Và thưa quý vị, ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày lễ Phật đản, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, tri sự chùa Phật Đà, một ngôi chùa rất là quen thuộc của chúng ta tại thành phố San Diego. Trước hết xin chào thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng già. Kính chào toàn thể quý vị đang xem đài. Kính thưa chị Vân Anh cũng như tất cả quý anh chị em của ban giám đốc đài truyền hình VNTV. Kính thưa tất cả quý vị, Phật về mở cửa vô minh, muôn hoa nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui cả địa cầu, đông tây gần lại tình người bao la. Từ cái buổi bình minh tại thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Thế Tôn đã vào đời, đến nay đã hơn 2640 năm. Hình ảnh của Đức Thế Tôn vào đời đó trải qua hơn 2600 năm như thế đó. Ấy thế mà bóng dáng của Đức Thế Tôn ngày hôm nay đây chẳng những thấm đượm trong tinh thần của các dân tộc châu Á, mà đến các dân tộc ở phương Tây này cũng ảnh hưởng tinh thần từ bi trí tuệ vô cùng to lớn của Đức Thế Tôn. Kính thưa quý vị, chính Ngài Obama, Tổng thống của nước Mỹ năm nay, cũng đã gửi một thông điệp chúc mừng Phật đản đến cho tất cả tín đồ Phật giáo trên thế giới. Điều đó cũng đã nói lên một điều rằng vị Tổng thống của một đất nước hùng mạnh nhất thế giới có ý niệm về sự ra đời của Đức Phật. Và cái thông điệp từ bi, trí tuệ, bình đẳng, xóa bỏ giai cấp, hận thù, tự do, dân chủ, nhân quyền, văn minh, v.v. Tất cả đó đã ý thức một cách rõ ràng rằng từ Đức Phật xa xưa cho đến hiện tại vẫn còn nguyên cái giá trị của nền văn hóa tâm linh vô cùng to lớn đó. Chính vì lẽ thế mà Đức Phật đã đến cuộc đời này để xóa bỏ tất cả những giai cấp ngày xưa trên đất nước Ấn Độ như là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá Thủ Đà La. Và rồi sự ảnh hưởng của Đức Phật cho đến ngày hôm nay trong tất cả các giai tầng, từ những vị khoa học gia, từ những người nghiên cứu cho đến những người buôn gánh bán bưng của những xã hội phương Đông, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng Đức Phật đã đưa một cái thông điệp yêu thương và từ bi vô cùng to lớn, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và lấy tình thương làm lẽ sống là hai cái yếu tố mà không thể bỏ trên cái con đường tu đến Phật. Nhân ngày Phật đản Phật lịch 2560, chúng con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Thành tâm kính cầu chúc cho tất cả chư vị thiện nam tín nữ Phật tử khắp muôn nơi trên hành tinh này luôn thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, để lấy cái chí nguyện của người Phật tử để làm an lạc cho đời này và trong gia đình cũng như xã hội của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được biết là vừa qua cộng đồng miền Nam California của chúng ta đã tổ chức một đại lễ Phật đản rất là trang trọng, rất là lớn tại vùng Orange County. Xin thầy có thể cho quý vị khán thính giả được biết sơ qua về chương trình này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chị Vân Anh, kính thưa tất cả quý vị, vào ngày 1 tháng 5 năm 2016, tại miền Nam California, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ cùng với tất cả các chùa, tăng ni và Phật tử đã long trọng tổ chức một chương trình đại lễ Phật đản hàng năm. Chương trình này quy tụ rất nhiều chư tôn đức tăng ni cả miền Nam của California, khoảng 300 vị. Và hình như chúng tôi nhớ không lầm là cái số lượng mà làm thức ăn hộp cho quý Phật tử là khoảng 5.000. Wow. Trong cái ngày Chủ nhật đó. Thì đây là một cái chương trình hàng năm mà chúng ta muốn nói lên một điều rằng tất cả những người Phật tử xa quê hương của mình đó vẫn giữ cái tâm niệm và nhớ về ngày đản sinh của Đức Thế Tôn để kỷ niệm cái ngày đản sinh của Đấng Cha Lành. Và chúng ta tất cả các chùa, các viện đều ngồi lại với nhau để nương nhờ cái ân đức của Đức Phật đó mà xiển dương đạo pháp trên mảnh đất này. Đồng thời nhân cái lễ Phật đản đó, chúng ta cũng mời gọi tất cả những giới chức chính quyền của địa phương
cũng như tất cả người dân bản xứ đến để nghe chúng ta, để thấy chúng ta, để chúng ta nói về Đức Phật, để chúng ta nói về tinh thần từ bi, hỷ xả, bác ái, trí tuệ của Đức Phật đó. Thì đó là một cái ngày mà chúng tôi nghĩ đó là lễ hội rất lớn được tổ chức ở My Square Park, mà đại chúng giờ này đây có thể lên các website Phật giáo để chúng ta xem lại những video clip hoặc là những hình ảnh. Và chúng tôi nghĩ là những cái hình ảnh đó sẽ mãi động lại trong tâm khảm của những người Phật tử khắp muôn nơi trong những ngày Phật đản như thế này đây. Dạ, dạ vâng, thưa cảm chị. Thưa quý vị, thì tại San Diego của chúng ta trong mùa Phật đản này, tất cả các chùa, các tự viện, các thiền viện đều tổ chức đại lễ Phật đản, và chùa Phật Đà cũng không ngoài thông lệ đó. Thưa quý vị, chúng tôi được biết là ngày Chủ nhật sắp tới 22 tháng 5 sắp tới đây sẽ là chương trình đại lễ Phật đản tại chùa Phật Đà. Và Vân Anh cũng được biết là năm nay chùa Phật Đà tổ chức một cái chương trình Phật đản cũng có rất là nhiều cái sự đặc biệt và mới lạ hơn mọi năm. Dạ xin kính mời thầy có thể gửi những cái chi tiết về chương trình Phật đản năm nay cho quý vị biết. Dạ. Kính cảm ơn chị Vân Anh. Kính thưa tất cả quý vị xem đài. Năm nay là chúng con và chúng tôi làm một cái chương trình đại lễ Phật đản tại chùa. Nói chung lớn thì không lớn lắm đâu, cũng như các chùa khác. Tuy nhiên, với cái tấm lòng sùng phụng ngôi Tam Bảo và thương Phật, cho nên chúng ta làm một cái gì đó khác lạ hơn năm rồi. Vào ngày thứ Bảy 21 tháng 5, thì chúng ta sẽ làm một cái lễ triển lãm, gồm có triển lãm về tranh Phật giáo, ảnh Phật giáo, thư pháp và tượng Phật giáo cũng như là cắm hoa, để cho tất cả quý Phật tử đến để chiêm ngưỡng, đến để chúng ta gọi là cúng dường trên cái ngày đại lễ Phật đản đó. Và ngày Chủ nhật sẽ là cái lễ chính, thưa chị. Dạ vâng. Và tất cả đều bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Dạ, dạ vâng. Quý vị nhớ đến ngày thứ Bảy sẽ là một cái chương trình triển lãm. Cũng ít khi nào mà San Diego của chúng ta có một chương trình triển lãm đặc biệt như thế này, đặc biệt vào mùa lễ Phật đản thì rất là có giá trị, phải không quý vị? Thưa quý vị, một lần nữa, tại chùa Phật Đà vào ngày thứ Bảy 21 tháng 5 và ngày Chủ nhật 22 tháng 5, ngày Chủ nhật sẽ là ngày đại lễ Phật đản chính và ngày thứ Bảy là ngày triển lãm tranh và tượng Phật giáo. Thưa thầy, như vậy thầy có lời gì trước khi chúng ta chia tay quý vị trong chương trình ngày hôm nay? Dạ, trước nhất xin được cảm ơn chị Văn Anh, cảm ơn tất cả quý vị đang xem đài, và một lần nữa xin được mời gọi tất cả các vị hãy đến các tự viện nói chung và chùa Phật Đà nói riêng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 21, ngày 22 tháng 5 này đây, để chúng ta thưởng thức cái chương trình cúng dường đại lễ Phật đản Phật lịch 2560, bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, thưa quý vị, cho đến kết thúc khoảng 3 giờ chiều của ngày thứ Bảy và 5 giờ chiều của ngày Chủ nhật. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và chúc cho tất cả các vị và gia quyến luôn bình an, mạnh giỏi và tất cả các việc làm đều được hanh thông trong cuộc đời này. Kính cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.